Hôm nay em có con xe đời khá là cao và số tiền các bác để bỏ ra mua chỉ có trên 200 triệu đồng một ít thôi là các bác đã có thể sở hữu một con xe như này rồi. Đấy, 2015 luôn các bác nhá. Với lớp sơn là màu trắng. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một mẫu xe khá là lành bền, tiết kiệm nhiên liệu. 7 chỗ ngồi các bác nhá. Chiếc xe được thiết kế có 7 chỗ ngồi. Với động cơ là máy 2.0 bản số sàn, máy xăng các bác nhá. Và đây, bây giờ em sẽ gửi tới các bác xem nội thất bên trong luôn. Chiếc xe được thiết kế là có tua khí an toàn này, rồi có màn hình Android cỡ lớn rồi này, rồi có điều hòa auto này. Đấy, chìa khóa khiển đây. Đấy, chìa khóa khiển đây các bác nhá. Em sẽ mở cái chìa khóa lên cho các bác xem. Đây, màn hình hoạt động rồi. Và đây là cái hệ thống điều hòa của chiếc xe. Các bác nhìn này, điều hòa mát rất là sâu nhá, chỉ cần bật số 1 thôi đã rất là mát rồi, âm thanh rất là hay, côn số lái nhẹ nhàng, nội thất sạch sẽ gọn gàng. Đây, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Kia Hàn Quốc đây, được mang tên là Karen các bác nhá. 7 chỗ máy 2.0 thì chiếc xe này nó tầm khoảng là gần 10 lít trên 100 km, tầm khoảng 8 lít trên 100 km thôi các bác nhá, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mang biển số 98 Bắc Giang, bên em mới mua về xong. Và bây giờ thì em sẽ review lên cho các bác xem đây. Có quan tâm liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838 389. Các bác kết nối Zalo để được biết thêm. Các bác nhu cầu đổi xe hay là bán xe cũng cứ liên hệ cho bên em theo mấy số đó nhá. Và đây các bác, em sẽ quay các bác xem chi tiết về chiếc xe Kia Karen 2015 này của bên em. Đấy, các bác nhìn xem, với lớp sơn của xe nhìn rất là mượt mà này các bác này. Thân vỏ nguyên vẹn các bác nhá. Đấy, tôn vỏ nguyên vẹn, sơn xi đẹp. Và máy số của xe, cái củ máy, củ số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời cho một con xe mà với số tiền không nhiều đúng không ạ? Lái rất là nhẹ, có tích hợp cả những cái lơ lút điều khiển ở trên vô lăng đây. Gương kính điều chỉnh điện và có cục gương tự động. Và vị trí này cũng đã được sơn vân vân đá này các bác này. Sơn vân đá rất đẹp mắt này. Đấy, đây. Gương chỉnh điện, cục gương đây các bác nhá. Phần vách cửa cho đến khung gầm của xe rất là sáng đẹp. Nội thất của xe cũng vậy, rất sạch sẽ gọn gàng, rất là tươi tắn. Nội thất màu đen, bên ngoài là màu trắng. Chân của xe vẫn là trần nỉ nguyên bản nguyên zin các bác nhá. Và các bác nhìn xem còn rất là mới luôn. Riêng cái trần bên trong lại rất là mới luôn các bác ạ. Đấy, được bọc ni lông bên ngoài rồi. Các bác quan tâm đến Karen thì bên em có con này là số sàn và có một con nữa số tự động đời 2011 2.0 các bác nhá. Với nước sơn là màu xám đá, biển 14. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng xe này thì em mời các bác qua xem. Những dòng xe khác nữa thì bên em rất là nhiều, trên 100 đầu xe các loại. Với tầm tiền là trên dưới 200-400-500, rất là nhiều xe các bác nhá. Bây giờ em quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe Kia Karen này của bên em. Các bác quan tâm liên hệ để chốt giá đẹp nhất cho xe này. Hơn 200 không nhiều nhá, nhiều bác bảo là hơn 200 chắc phải là gần 300 mất đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải đâu, chỉ có hơn 200 triệu đồng một ít thôi là mình có thể mua chiếc xe rồi các bác nhá. Đấy, na răng đây và lốp đây, các bác nhìn xem lốp của xe khá là dày đúng không ạ? Và với lớp sơn của xe rất là sáng bóng này. Đấy, bóng đẹp cả xe luôn, các bác nhìn xem. Rất là mượt mà đúng không ạ? Cặp đèn pha nguyên bản và còn rất là trong đây. Đấy, rất trong, ban đêm bật lên sáng các bác nhá. Tổng thành chiếc xe sẽ đem review làm sao chi tiết nhất để các bác ngắm. Các bác gần xa mọi miền Tổ quốc cùng xem cảm nhận. Đem quay gần này. Đấy, quay gần nhá. Bên ngoài thì đẹp long lanh rồi. Bên trong thì tí em sẽ quay cho các bác thấy. Chiếc xe bên em bán cam kết cho các bác luôn là không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích gì nhá. Giấy tờ chuẩn chỉ sang tên bình thường. Em ơi, các máy, anh đang quay. Vâng. Đăng kiểm của chiếc xe này đến tháng 11 năm 2022 đây. Đấy, khá là dài luôn đúng không ạ? Kính của xe thì được bọc dán rồi nhá. Kính trên, kính dưới, kính trước, kính sau bọc dán hết rồi. Đây các bác nhìn này. Gương của xe cũng đẹp luôn, các bác nhìn xem. Tổng thành chiếc xe khá long lanh. Lốp dày cả bộ các bác nhá. Bây giờ em quay cái phần nội thất cho các bác xem đây.
Thì các bác nhìn xem phần lòng trong cánh cửa luôn này. Đấy. Không hề bị xấu gì đúng không ạ? Phần tắp đi cánh cửa các bác nhìn này, đồ nhựa đẹp chưa? 2015 cơ mà đúng không ạ? Thì tất nhiên những cái vị trí, một số những vị trí nó sẽ đẹp rồi. Chỗ này bằng chất liệu da này, phần này trên đây là chất liệu nhựa các bác nhá. Chỗ này sơn vân đá đây. Bốn kính điện lên xuống rất là êm nhẹ các bác nhá. Ở chỗ này thì có loa này. Vách cửa nó đây này. Đấy, đẹp chưa ạ? Đấy, những cái phần móc khóa đẹp chưa? Đấy, đúng không ạ? Đinh đắn cột kèo zin nhá. Đinh đắn cột kèo zin nguyên. Gioăng cửa đẹp. Bộ ghế da của xe vẫn còn ok. Đây các bác nhìn xem bộ ghế da còn ok nhá. Không bị rách, không bị xấu gì nhá. Sàn bọc da, con lót ở trên rồi. Đây, chỗ này là một cái cốp đồ. Cửa gió đồ nhựa đây. Tắp đi tắp nô đây các bác nhá. Đấy. Vô lăng đẹp. Vô lăng của xe đây các bác này. Vô lăng khá đẹp luôn đúng không ạ? Và trên đây thì các bác thấy là được hiển thị trên đây là 14 vạn km. Nội thất thì ok rồi các bác nhá. Ở chỗ này có gương này, chỗ này bên trên có đèn này. Em đang quay các bác xem hình thức. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy như là máy số gầm bệ, các bác yên tâm nhá, máy số rất ngon luôn. Bên em kiểm tra máy và số của chiếc xe thôi, máy số không có vấn đề gì. Đây ạ. Lần lượt sẽ được em quay làm sao chi tiết nhất. Đấy. Đây các bác nhá. Ép cửa đây nhá. Keo chỉ vẫn còn đây các bác nhìn này. Đấy. Keo chỉ hoàn toàn là vẫn còn đúng không ạ? Xe 7 ghế ngồi thì đây là hàng ghế thứ hai. Và phía sau thiết kế có thêm hai cái ghế nữa các bác nhá. Và mình có thể ngồi lên đến 3 người ở cái vị trí phía sau này. Đấy, ok chưa? Ghế này nếu mà mình ngồi thì mình gập đây, kéo cái này gập ghế xuống để bước về phía sau hoặc là đây. Cái vị trí này nhá, kéo cái tay này. Đấy, phần này ngồi được 3-4 người này. Nội thất của xe thì cũng không phải là chật hẹp. Cửa đóng chắc lịch. Cửa đóng rất là êm và nhẹ các bác nhá. Em mời các bác xem phần vỏ bên ngoài luôn. Thì đây các bác nhìn này, cái phần khe mép, phần gân chỉ của xe còn rất là đều đặn đúng không ạ? Và cũng đã được ốp lốc một số vị trí rồi, những tay nắm này rồi có cả cái phần nẹp sườn đúng không ạ? Đèn trước đèn sau còn rất là mới đây. Tiếm sẽ mở cốp ra cho bác mình xem nữa luôn nhá. Có thanh giá lóc đàng hoàng đầy đủ này. Đấy camera đây nhá. Ở chỗ này có camera đây. Ở phía sau thì ở đây các bác nhìn thấy là có một cái hàng ghế đúng không ạ? Rồi, đó là phần phía sau của chiếc xe. Các bác xem thêm vị trí nào bảo bên em gửi qua Zalo cho nhá. Đây, cửa này vừa tự nhiên đóng lại chưa đóng kín. Đây đèn nữa đây cho bác xem. Nói chung là xe nào cũng vậy thì các bác thấy em đều review kỹ như này cho các bác ngắm. Na răng đúc nhìn rất khỏe khoắn. Na răng đúc của đời cao thì nó có sự khác biệt rồi. Bản nó sẽ to hơn đúng không ạ? Phần lòng trong thì đẹp rồi, sáng bóng luôn. Đây các bác nhìn này, rất sáng bóng này. Đấy. Vuốt cánh cửa ok như nhau hết các bác nhá. Lòng trong đây các bác nhìn xem. Rất sạch đẹp. Các bác đang ngồi rảnh tay nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với nhá. Bác nào mà đang xem kênh của bên em mà chưa đăng ký kênh YouTube,
chưa nhấn theo dõi trên trang fanpage thì các bác hãy đăng ký theo dõi luôn, để mỗi khi một chiếc xe nào em đăng lên các bác sẽ được nhận sớm và được nhận ngay, không bỏ lỡ video nào các bác nhé. Đây các bác xem cái phần ghép cánh cửa tiếp theo. Xe thì ok rồi, để em đang quay rất là kỹ. Đấy. Rồi vậy là cái phần nội thất bên trong em review xong. Các bác thấy chiếc xe ok thì nhanh tay nhấc máy gọi điện bên em để sở hữu con xe này luôn nhá. Và bên em có chương trình ship xe đến tận nhà. Ship xe tận nhà luôn. Rồi, các bác cùng ngắm cho em cái phần sơn si vỏ vẻ bên ngoài của chiếc xe này. Đây, các bác nhìn xem. Rất là căng bóng, đúng không ạ? Dòng xe Kia với lại dòng xe Honda của Hàn Quốc thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, đúng không ạ? Dòng này khá là bền. Các bác nhìn xem, rất là long lanh. Kỳ ok nhá. Rồi, ok ạ. Bây giờ thì mời các bác xem đến gầm và máy. Đấy, cua lốt đây. Gầm đây các bác nhá. Gầm sàn đẹp. Chiếc này các bác mua về đi luôn thôi, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi nhá. Những con xe mà em quay lên trên đây thì cơ bản khoang máy của xe thì rất sạch sẽ, gọn gàng. Máy lổ êm các bác nhá. Đây máy đây. Máy số rất là ngon luôn. Đây cabo đây này. Về những chiếc xe bên em bán thì các bác yên tâm là về cả máy số nữa nhá. Máy số bên em đều kiểm tra hết rồi, kiểm tra hết toàn bộ rồi các bác nhá. Vâng, em mời các bác xem nốt phần gầm. Đấy. Không bục một các bác nhá. Không bục một đâu. Cú lốp gầm sàn đây. Đấy. Dạ vâng. Rồi, chiếc xe Kia Carnet 2015 bản số sàn 2.0 này em đã giới thiệu và cho các bác biết thông tin, quay cũng khá là kỹ rồi. Các bác muốn biết thêm thông tin gì, muốn xem thêm hình ảnh hay là một cái vấn đề gì đó thì các bác hãy cứ alo cho bên em theo ba số điện thoại mà vừa em đã cung cấp các bác nhá. Sang tên đổi biển, ship xe, chuyển xe thì bên em cũng hỗ trợ cho toàn thể các bác yên tâm luôn. Về giá cả nhá, giá thì em cũng sẽ ghi ở tiêu đề. Các bác cứ nhìn ở tiêu đề là sẽ biết giá thôi, và mình muốn bớt bao nhiêu thì cứ gọi cho bên em. Bên em thấy ok là bên em sẽ để cho các bác thôi. Đấy, giá còn thương lượng nhá, giá có bớt và có thương lượng. Các bác có thể trả giá để mình vào việc đối với mẫu xe này. Và mẫu xe nào cũng thế, đều có sự trả giá các bác nhá. Rồi, các bác khi thích thì cứ alo, đừng ngần ngại các bác nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.